Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với phần mềm Blink nhé. Thì anh em xem phần code ở cái phần thu tín hiệu, cái receiver á, thì anh em có thể tạo một cái template, sau đó tạo một cái thiết bị nhé. Đây, anh em cứ vào template này, hoặc new template này, đấy, chọn EP32, hoặc đặt tên cho nó. Tạo xong thì các bạn vào cho mình new device này, cộng rồi đây là mình cạo hai cái device rồi, hai cái thiết bị rồi, thì bây giờ mình không cộng nữa, còn các bạn ấn vào cộng rồi các bạn chỉ điền tên cái thiết bị thôi. Đấy, thì sau khi các bạn điền vào thì sang phần data stream này, các bạn tạo từng các biến từng bên trong code này. Các bạn nhớ là phần này các bạn có thể điền cái template của mình nhé. Tên tên cái mã token của cái device mình á, sau mình điền cái wifi của nhà mình. Sau anh sang phần tab send blink này đó, thì đây các biến tương ứng với các cái dữ liệu như kiểu V0 là nhiệt độ rồi, V1 độ ẩm rồi đó, còn 89 là ngày tháng. Đây đó, thì các bạn tạo tương ứng thôi. Đấy, cứ tạo ấn vào tạo new 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 data stream này, tạo virtual bin này đấy, nhưng mà bạn V0 đấy, kiểu kiểu double đó, thì tương ứng với các cái biến thông lại, còn biến về thời gian và ngày tháng thì các bạn để ở string nhé. Đó, ngày tháng là ngày string đó. Xong rồi các bạn lưu vào. Và các bạn tạo cái giao diện hiển thị. Đấy, tùy bạn sắp xếp nào sắp xếp là được.